Đức Thế Tôn dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Thì ở đây là gọi là cái tháp Kesariya, thành ra tôi tiếng Việt cũng chưa có dịch ra cái này, tại ít biết á. Thì hồi xưa đó là cái ít có người biết, nhưng mà tình cờ năm đó tôi quán đi thì mấy ông thầy, vị thầy Nhật, thầy Nhật đó, vị sư Nhật, họ đi về phía này thì mình hỏi thăm ra là cái sư nó đi lên tháp này, cái thầy quán theo mừng quá đi theo, rồi bây giờ thì nó thông dụng rồi, cái là các đoàn hành hương có biết được nhiều, nhưng mà cũng có một số đoàn hành hương không có ghé đây là tại vì họ chưa biết, hoặc là ở Vesali đó, hồi nãy mình đi đó, là Phật tuyên bố 3 tháng sau ngày sẽ nhập diệt, thì tuyên bố từ ở Vesali chỗ chùa Kỳ Lâm Vi khu đó đó, mình ở đó, chỗ cái tháp An An rồi đó. Thì 3 tháng sau ngày nhập diệt là ngày lần lần đi về đây. Nhưng mà trong kinh sử thì ghi là nó hơi quyền sử một chút là ngày đi. Thì dân ở trong làng làng đó đó, làng của thành Tỳ Xá Ly đó, họ cứ đi theo hoài, họ không muốn rời Phật vậy. Tại vì Phật nói là lần này lần chót thì gặp quý vị rồi, rồi đi về tỉnh để nhập diệt. Thành ra họ luyến tiếc lắm, họ đi theo hoài. Trong cái sử ghi đó là đi tới ngang đây rồi thấy xa rồi, cái Đức Phật muốn kêu họ trở lại mà họ cứ đi theo hoài nữa đó. Rồi Đức Phật mới quá ra cái dòng sông đó, là trong sử này hơi quyền sử nha, quá ra dòng sông chặn họ lại, nó thôi quý vị tới đây là ngưng, đó là trong người sử. Nhưng mà ở sự thật bây giờ mình đi mình mới thấy là chỗ này nó có cái sông lạng sẵn. Mấy năm trước đi còn nước, họ còn giặt vũ cặp theo cái hàng rào phía bên đó đó. Thì rồi theo tiếp theo sử liệu á, thì Đức Phật mới bảo Ngài A Nan trao cái bình bát của Đức Phật cho họ để rằng họ làm kỷ niệm, chứ rồi không họ cứ luyến tiếc họ đi theo hoài tội nghiệp đó. Thì họ lấy cái bình bát ra, họ mới lập, sau này họ lập cái tháp này, họ để cái bình bát ở trong để thờ. Thành ra cái tháp này gọi là tháp thờ cái bình bát của Đức Phật. Thì cũng như mình thấy đó, là sau này thì cũng cái tháp này nó cao lắm, cao, cái này nó sập xuống còn có 2/3 thôi, chứ còn lúc xưa đó là tháp này nó cao hơn nhiều mà tròn ở trên đẹp lắm. Cái tháp này là cái tháp mà đẹp thứ nhì sau cái tháp ở bên Indo tên gì quá nè, Pulu không nghe quên tên, nghe hơn tên nó dài quá. Đó là tháp đó là đẹp nhất trong tháp Phật giáo, là tháp này là đẹp nhì. Đó thì tượng Phật này sau khi mà Hồi giáo họ chiếm tràn xuống, họ chiếm Ấn Độ đó, thì họ tàn phá nhiều chỗ lắm. Na Đăng Đà bữa mình đi bị cháy, đốt cháy rồi tàn sát tới mấy ngàn sinh viên đó bị chết nhiều lắm. Còn một số chạy về phía Bắc qua Nepal, Bhutan, Tây Tạng đó. Còn lúc đó họ tàn sát không có còn gì hết, là Phật giáo sau đó là tiêu tan luôn. Thì ở đây cũng vậy, họ tới ở đây là họ đập phá mấy bức tượng tan tành hết. Chứ còn người Hindu và dù họ khác nhưng mà họ không thích Phật giáo gì nữa, họ cũng tôn thờ Đức Phật. Chỉ có người Hồi giáo là cái nào khác họ là họ đập phá, thành ra là nó mới như vậy. Nhưng mà bây giờ thì họ đang tân trang lại cho nó giống cái nét cũ. Đó thì chỗ này mấy năm trước nó chưa có hàng rào, năm nay thì bắt đầu họ làm hàng rào là đàng hoàng rồi. Thì hy vọng là cái chỗ này lần lần nhiều người được biết. Tại vì ít lắm cũng là nơi thờ cái bình bát của Đức Phật. Rồi mình cũng đi trên con đường mà Đức Phật tuyên bố ngày nhập diệt đó. Rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa. Thì đi ngang đây Đức Phật tặng cái bình bát rồi lại tiếp tục đi. Thì Đức Phật đi về Kusinaga, chiều nay mình về chỗ Đức Phật nhập diệt. Thì có một điều là có cái nhà, trong cái chuyện mà có nhà của ông Thần Đà đó, ông Thợ Đèn đó. Thì hồi xưa đó thì xe ghé ra được. Mà năm nay nó làm xa lộ rồi nó xe ghé không được. Thành ra mình thôi biết lịch sử thôi, chứ hồi đó thì thầy quán dẫn đoàn vô tới ngay nhà ông Thần Đà. Cho quý vị ăn bát cháo cuối cùng nữa. Đó thì
đó thì quý vị sử ghi mà đầu hữu tiểu quán kể đó thì quý vị nhìn lên đó quý vị biết cái hình cái tháp này nó là hình cái gì. Bình bát úp xuống á, cho nên nó là một hình cái bình bát úp xuống nhưng mà bị phá hết rồi thì giờ mình thấy chỉ có còn có cái phần dưới của cái miệng bát thôi. Có ai thấy cái bát không? Đó là cái câu chuyện mà chúng ta có cái trải nghiệm cái di tích mà mình tới đây để mình thấy rõ rằng Phật giáo bây giờ chỉ còn có 1%, 2% thì chúng ta biết cái nguyên nhân là như thế nào. Là vì Hồi giáo đã tiêu diệt Phật giáo. Cho nên bây giờ chỉ còn Ấn Độ thì chỉ còn di tích lại và đối với Phật giáo chỉ còn 1-2% thôi. Nhưng mà cái phước của Phật tử khắp cả thế giới đó là cái bộ kinh mà Đức Phật ký tập lần thứ nhất, lần thứ hai gì đó là được vua A Dục như là đem qua truyền bá ở bệnh Tích Lan, cho nên ngày nay nó còn giữ nguyên cái nguyên thủy của tiếng Bali, là bây giờ mà dịch ra tiếng Anh nữa đó, là nó là nguyên thủy, cái gốc nguyên thủy. Và như vậy thì còn khi mà đi qua Đại Thừa thì nó khi mà phân phái ra rồi Đại Thừa phát triển rồi đó thì nó bắt đầu nó lồng vô các cái thứ của Bà La Môn giáo. Do đó chỉ có cái nguyên thủy của hệ Bali là cũng chưa hẳn là đã đúng như cái nguyên thủy Đức Phật dạy, nhưng mà nó cũng là được mấy chục phần trăm. Thành ra vì vậy mà nó rất là khá chính xác. Do đó mà khi chúng ta nghiên cứu Phật giáo thì chúng ta phải nghiên cứu cả hai hệ, hệ Nam truyền và hệ Bắc truyền để chúng ta bổ túc cho nhau. Còn nếu không thì chúng ta không rất khéo thì chúng ta trở nên chỉ thấy có một góc độ thôi. Gọi là mình chỉ nhìn một cái khuyết cực đoan thì mình sẽ thấy rằng Đại Thừa mới là cổ xe mà lớn, còn Đại Thừa là cỗ xe nhỏ, nó không phải. Tại vì mình cho rằng Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ, Đại Thừa là cỗ xe lớn, cho nên mình muốn đi cỗ xe lớn thôi, còn cỗ xe nhỏ quá mình không thích. Thật ra nó không bị chính xác. Nhưng mà sở dĩ đại cỗ xe nhỏ là vì sao? Là vì lúc đó nó chỉ có một số rất ít người, khi Đức Phật chỉ thẳng vào cái lẽ thực thì những vị đó mới nhận ra được, mới giác ngộ và mới sống được. Và đến khi mà qua thời đó thì phải Đại Thừa là gì? Là nói rộng ra, phát triển rộng ra, nhưng mà càng rộng ra thì nó càng rộng ra trên cái kiến thức, trên cái triết lý. Cho nên từ cái đạo lý mà chúng ta không có thấy được đạo lý thì nó trở thành ra là chỉ thấy trên triết lý chứ không còn thấy đạo lý nữa. Mà triết lý thì nó sẽ là gì? Nó sẽ chia chẻ cái sợi tóc ra làm tư, làm tám. Và quý vị thấy cái chữ Hán của cái chữ triết đó là cái bộ mộc và cái chữ căn, tức là cái rìu, giống như cái rìu vậy. Dùng cái rìu để mà chẻ cái mộc ra, chẻ ra làm tư, làm tám để mà thấy thì thành ra. Vì vậy mà nó trở thành là triết lý chứ nó không còn là đạo lý nữa. Đạo lý là chỉ cái lẽ thực, triết lý là nói rộng ra trên cái lý thôi, thật ra nó không còn là cái thực nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu, và phần nhiều bây giờ là rơi vào một cái kiến thức triết lý chứ không có còn đạo lý thì không, mình không thấy được. Mà muốn thấy đạo lý thì phải trở về tu thì mới thấy. Còn bây giờ mình nói tôi đi học đạo lý thì mình học đạo lý đó là mình học triết lý, đó nó không phải là đạo lý thật. Thì đó là đại khái, cũng nắng nóng quá rồi quý Phật tử. Dạ thôi thì quý vị chụp ảnh đi ha, rồi cái mình ra xe để tiếp tục. Bồ-đề gọi là người biết sống một mình.
Đức Thế Tôn dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình.